Gần đây nhiều thớt của anh em về chuyện ma quỷ. Tuy nhiên đa phần chỉ là anh em được nghe kể lại hoặc chứng kiến mờ ảo hoặc mụ mị. Em suy nghĩ mông lung lắm. Cuối cùng cũng quyết định viết ra những chuyện em từng gặp. Em xin khẳng định đây tất cả đều là những chuyện người thật, việc thật. Nhân vật hiện còn sống là họ hàng thân thiết của em và chỉ xảy ra ở một nơi, quê ngoại em, xã Ngọc Thụy, phường Long Biên, Hà Nội. Chuỗi chuyện em sắp kể sau đây có những chuyện em biết từ bé, có những chuyện em trực tiếp chứng kiến và cả những chuyện xảy ra khi mẹ em còn nhỏ, tạo thành một chuỗi những điều kỳ lạ phủ lên trong tuổi thơ của em và những người nhà em, sự u ám của khu đất đấy. Các bác có thể tin, có thể không. Em kể cũng chỉ để giải bày, xin đừng ném gạch. Em muốn kể theo trình tự thời gian để các bác cùng hiểu tại sao em đặt tên thớt là đất độc. Nhưng em muốn kể câu chuyện này trước. Cách đây ít lâu, tình cờ đọc được một chuyện liêu trai trên F17. Em giật mình vì những gì viết trong chuyện là những gì xảy ra thực sự trong nhà ngoại em. Và đó cũng là động lực thôi thúc em lập thớt này. Câu chuyện 1. Con chó. Quê em làng Bắc Biên, nằm ngay bên bờ sông Hồng. Dưới chân cầu Long Biên, bà ngoại em có 4 người con. Mẹ em là cả, dưới có cậu D, rồi đến cậu C và dì T. Em xin được phép viết tắt vì nhiều lý do. Năm 86, cậu D sinh con gái đầu lòng, cái Linh. Bà em cũng xin được trong làng về một đôi chó, đặt tên là Tin và Mích. Bà em yêu động vật lắm. Bà bảo coi như con Linh và hai con này bằng tuổi nhau. Cứ thế, hai con chó ở với bà em cho đến khi chuyện xảy ra năm 2001. Năm đấy cái Linh tròn 15 tuổi. 15 năm sống cùng với chủ. Con Tin đặc biệt rất khôn và hiểu ý người. Nó hay tha thẩn chơi ngoài sân hoặc trông đàn gà cho cậu Đề. Người ta bảo chó càng già càng thông minh. Có khi cậu em bảo vào lấy cái rổ trong bếp, nó cũng lững thững đi vào và tha ra cái rổ. Trái với con Tin, con Mích hay gầm ghè và chỉ thích thui thủi một mình. Nó ít sủa, chỉ gừ gừ trong cuống họng nhưng trông nhà cực tốt. Hình như có viên nó, chó mèo nhà hàng xóm không bao giờ sang phá phách trong vườn nhà em. Bà và cậu D rất tự hào với hai con chó lắm. Năm đấy nước sông lên cao. Chiều tối, con Tin không về ăn cơm như mọi khi. Sáng hôm sau, cậu đưa em ra sông thì thấy con chó nằm chết cạnh bờ tre. Cậu đưa nó về và chôn ở gốc chuối sau vườn. Bà em buồn lắm. Cả buổi sáng chẳng nói năng gì. Giữa trưa trời nắng to, bà em tranh thủ mang cơm ra phơi. Bỗng có tiếng gậy gỗ gõ cọc cọc xuống đất đều đặn từng tiếng một ở sân sau. Nghĩ bụng có khách, bà em vào nhà lấy cái nón định chạy ra thì thấp thoáng sau gốc cây, con Mích đang chống gậy, đi bằng hai chân sau. Chỉ lắp bắp được mấy tiếng, đê, đê, ra cứu mẹ. Cậu mợ em từ nhà dưới chạy lên, nhìn thấy con Mích đứng khựng lại. Con Mích đi từ từ đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nó kẹp lấy cái đầu gậy, đầu đội nón, lưỡi lè ra đỏ hỏi tiến dần ra cổng. Từ sân sau ra cổng khoảng hơn 10 mét, ba người nhà em đứng như tượng đá. Đến khi nó đến gần cổng thì cậu Đê vùng đuổi theo. Bóng con Mích khuất sau cái cổng, cũng là lúc cậu em ra đến nơi. Nhưng nó đã biến mất. Bà em lúc này mới hoảng hồn vào nhà thắp hương. Cả ba người mặt cắt không một giọt máu. Về kể lại chẳng ai tin, lại bảo cả ba bị hoa mắt. Đêm đấy mưa to, nhà em sát bờ sông. Năm 2001 chưa có kẻ. Nước vào sâu đủ nghe cả tiếng vỗ ý oạc. Sáng hôm sau cậu Đê ra vườn,
thì chỗ chôn xác con tin bị đào be bét, cái xác cũng chẳng còn, xung quanh chi chít dấu chân chó. Đến giờ bà em vẫn bảo con chó đấy chưa đi đâu cả, vẫn ở trong vườn, nhưng nhà mình không nhìn thấy mà thôi.